nhằm đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư và tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương nước ngoài. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và tổng công ty BKMS IDC đăng cai tổ chức diễn đàn hiệp hội trung tâm thương mại thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương 2023 (WTCA APRM 2023) diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Với chủ đề chuyển đổi số hoạt động các trung tâm thương mại thế giới, diễn đàn hiệp hội trung tâm thương mại thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương 2023 tổ chức tại Bình Dương, mong muốn thể hiện được các tác động mạnh mẽ của công nghệ và đổi mới sáng tạo của các WTC thông qua các hoạt động quản lý cơ sở vật chất, triển lãm và các hoạt động dịch vụ xúc tiến thương mại và đầu tư. Tại diễn đàn, các diễn giả hàng đầu sẽ chia sẻ về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các phiên thảo luận của các WTC ở khu vực cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để có thể tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số. Diễn đàn mang đến những cơ hội mới cho sự hợp tác với những kế hoạch phát triển trong tương lai của các WTC ở khu vực châu Á. Đến nay, sau 4 năm được WTCA thế giới công nhận, WTC thành phố mới Bình Dương đã xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ thương mại quốc tế và hoàn thiện dần cơ sở vật chất cho toàn bộ khu phức hợp rộng 250.000 m2, khu hội nghị quốc tế triển lãm quy mô lớn, tòa nhà văn phòng hạng A, trung tâm mua sắm, nhà thể thao đa năng và nhà ga trung tâm kết nối với metro trong tương lai. Và có hơn 150 doanh nghiệp cùng đồng hành tham gia các hoạt động với vai trò là thành viên kết nối. Hơn nữa, thông qua các hoạt động kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là thu hút các ngành dịch vụ triển lãm, sự kiện chuyên nghiệp, thiết kế sáng tạo, giao thương công nghiệp. Ngay sau khi đại dịch qua đi, sau năm 2021, WTC, thành phố mới Bình Dương, trung bình thu hút được 300 sự kiện mỗi năm và 8 triển lãm trong và ngoài nước, thu hút hơn 400.000 lượt khách trong thời gian qua. Sự kiện lần này, WTCA châu Á cũng đã nhìn nhận sự phát triển nhanh chóng của WTC thành phố mới Bình Dương, cũng như sự thúc đẩy phát triển từ phía tỉnh Bình Dương, và đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực từ phía tổng công ty bkms idc